Chương trình giờ dẻo của người Việt TV với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa do Đinh Quang Thái phụ trách trân trọng kính chào quý khán giả. Kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. À, xin chào anh Thái và xin kính chào quý khán giả của người Việt TV. Thưa quý khán giả, tuần lễ trước thì trong giờ dẻo ảo, ông Nguyễn Xuân Nghĩa có đề cập và ca tụng đến một cái khu vực địa dư của miền Nam, chứ mà chúng ta gọi là xứ Đàng Trong. Ông nói đến một cái giai đoạn lịch sử phải nói là huy hoàng về cả nhiều mặt, về mặt học thuật, về mặt văn hóa, cũng như về cái cách của những vị chúa Nguyễn đầu tiên của Đàng Trong đã giao lưu được ra với thế giới bên ngoài và tạo được cái sự nề phục của các quốc gia láng giềng. Nhưng mà cái điều đáng buồn mà ông Nghĩa đề cập đến vào lúc cuối chương trình của tuần trước, ông bảo là dường như là chúng ta có một ký ức rất là hạn hẹp, nếu không muốn nói rằng chúng ta ít biết về cái giai đoạn huy hoàng đó của Đàng Trong. Và ông rằng cái giai đoạn đó vào cái thời điểm lịch sử từ năm 1954 cho tới năm 1975 của miền Nam Việt Nam, tức là 21 năm của hai nền Cộng hòa Việt Nam Cộng hòa, và kết thúc vào cái cuộc chiến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Hôm nay thì chúng tôi xin muốn nghe cái suy nghĩ của ông Nghĩa, hoặc là đúng hơn là nghe cái cách giải ảo của ông về cái lối đặt vấn đề như vậy. Tôi nghĩ tôi ra Hà Nội khi tôi còn bé mà chưa từng biết yêu, cho nên ông nói đau cái kiểu của mấy ông nhạc sĩ và ca sĩ đó đó. Nhưng mà cho đến bây giờ và sau này đây tôi vẫn hãnh diện tôi là người của miền Nam. Có nghịch lý không? Đấy cũng có thể là một cái nghịch lý, và khi mà tôi nhìn lại quê hương tôi ở miền Bắc đó đó, và tôi nhìn thấy cái đất ngàn năm văn học đó hay là văn vật gì đó, thì tôi có cái sự bồi hồi ái ngại khi chúng ta nhìn vào cái hòn Non Bộ. Ông nói rõ hơn. Một cái hòn Non Bộ tất cả đó, đó là nó quánh lại, nó đọng lại. Và tôi nhớ đến một cái trường hợp, một cái kinh nghiệm nó cũng xảy ra cho bản thân tôi. Trong một cái lần đó, đó là do làm việc cho một cái tổ chức quốc tế, tôi đi về Hà Nội, tức là sau 75 á. Thì tôi có đi về Hà Nội, và khi tôi đi vào cái nhà sách lớn của đó, là cái nhà sách gọi là giống như cái khu Tràng Tiền ngày xưa của mình đó, đó, thì tôi có nhìn thấy những cái bộ sách cổ của lịch sử của Việt Nam mà do UNESCO viện trợ tài trợ để dịch ra, thì tôi mới định đề nghị là tôi mua. Thì cái người chị họ của tôi đó, đó là một giáo viên cũng thường thôi, bảo là chị để chị ra, chị mặc cả với người ta, chứ không có người ta thấy cậu là Việt kiều, họ gồm của em đâu phải là Việt kiều, không, người ta thấy cậu là nước ngoài đến thì họ họ lại chật đẹp, họ lại tính bắn nói thách. Thế thì khi mà hỏi giá cả xong đó, đó thì cái cô bán hàng nó cũng phải chắc cái này là chỉ có Tây mua thôi. Thì lúc đó là tôi nhịn không được, thì tại vì mình cũng đứng ở đằng sau thôi, nhưng mình nghe nói rồi, thì cô nhìn tôi như thế nào, tại sao cô bảo Tây? Ôi cái Tây Á Châu, mà tại sao cô nói như vậy? Tây Á Châu là nào? Ôi chỉ có Hàn Quốc với Nhật Bản mới đi mua những cái của nợ này thôi, chứ còn những cái bây giờ ai mà đọc, thì cứ tưởng tượng xem rằng là miền Nam thương nhớ miền Bắc, và nghĩ đến nơi đó nơi làm có đầy những tài liệu kia thứ, xong rồi mình quân về đó đó, thì những cái người ở chỗ đó đó, đó họ coi đó, mà không bây giờ là đi học về vi tính, học về Anh ngữ, học về kế toán, nhưng kiếm tiền ai đi làm chuyện này nọ kia, thì chúng ta thương đất nước chúng ta đến chừng nào. Và lúc đó rồi tôi mới lại nghĩ ngược trở lại đó đó, sẽ có ngày như vậy, là kỳ trước chúng ta nói tuần trước về văn học ở Đàng Trong đó, sẽ có ngày mà tài liệu văn hóa của miền Nam trong 21 năm đó, đó cũng sẽ có lúc lại bị tiêu hủy hoặc là lãng quên, như là văn học của Đàng Trong ngày xưa trong hơn 200 năm cũng đã từng bị lãng quên đấy. Ông Nghĩa nói làm tôi nhớ đến một cái tác phẩm của một cái người sau này ở Việt Nam viết, khi mà đề cập đến một cái sự kiện mà có lẽ là tác giả cuốn sách này chỉ có muốn dựa vào cái đó như là một cái sự kiện có thật để mà nói lên cái lòng chua chát, hoặc thậm chí chế giễu cái sự nghèo nàn, hay nếu muốn nói rằng thiển cận của cái giới mà đang lãnh đạo hoặc là cai trị đất nước hiện nay. Ông ấy kể một câu chuyện là trong cái đơn vị bộ đội cộng sản thì các anh chính ủy đã nhận được một cái lời yêu cầu rằng để kỷ niệm Nguyễn Đình Chiểu đó thì sẽ tổ chức một cái vở hát Nguyễn Đình Chiểu cho đơn vị và đồng bào xem. Thì tay chính ủy bảo: "Này các cậu này,
Thế Nguyễn Đình Chiểu ở đơn vị nào mà tới không biết nhỉ? Cái tên này làm thơ liệu có vấn đề phản động gì đấy không? Dĩ nhiên là một chuyện diễu có tính cách bôi bác chế độ, nhưng mà nó cũng phản ánh ra một cái tâm lý, là một cái sự nghèo nàn hết sức về mặt văn hóa và cái ký ức về văn hóa của dân tộc. Bây giờ trở lại vấn đề, ông nói cái thái độ của dân Hà Nội như vậy đối với những người mà muốn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam ấy, thì ông có thấy rằng tôi xin ngắt lời anh, nói là tại vì mình tưởng tượng xem rằng là những cái bộ sử Đại Việt sử ký toàn thư vân vân, những bộ sử lớn nó đã như vậy đó, người Nhật người Đại Hàn nườm nượp đi mua, đến nỗi cái cô bán hàng nói là chỉ có Tây Á Châu nó mới mua cái của nợ này thôi, chứ thành ra vì vậy đó đoán chắc là anh là Tây. Thì đối với họ tức người ngoại quốc tức là Tây, mà ngoại quốc mà ra vàng thì gọi là Tây Á Châu. Tức mình thấy rằng là cái đất ngàn năm văn vật, tại sao mà nó có thể nó nôm na nó nhà quê đến như vậy được, và nó lại coi thường cái di sản mà những người ở trong Nam chúng ta đó là nói rằng là vì cái hoàn cảnh đất nước bị chia cắt các thứ, nhưng mình thiếu bộ này thiếu bộ kia, mình đang đi truy tầm chuyện đó. Thì sau đó tôi mới thấy rằng là ở ngoài này này, những cái người mà làm ngoài ở ngoài đất nước Việt Nam đó, những người mà làm về những cái công việc về văn học, họ đã đóng góp rất nhiều cho văn học của Việt Nam ở trong nước, trong khi những người ngồi trên cái kho vàng đó, bao nhiêu những cái tư liệu thư viện Hà Nội vân vân chỗ này chỗ kia, bao nhiêu những cái di tích khảo cổ cái thứ đó, những người ở tại chỗ đó thì lại coi thường, thậm chí rằng là lại còn mạo hóa sửa lại hoặc là buôn lậu đi ra ngoài. Và trong cả một cái như vậy đó, không ai nhớ đến một cái ngoặc đơn 21 năm của miền Nam. Thì tôi nói rằng là đằng trong đó là cái đất quốc tế nhất của đất nước, khi cái chữ quốc tế vẫn chưa được phát minh. Và miền Nam đó là cái khu vực toàn cầu, khi mà cái chữ toàn cầu hóa đó vẫn chưa được nghĩ ra. Và cái điều nó đáng buồn đó là miền Nam đó đổi mới và hiện đại hóa quá nhanh với con mắt mù lòa của truyền thông và học giả Tây Phương. Nhưng họ vẫn cứ nhìn thấy Sài Gòn đó là cái gì lai căng, trong khi Hà Nội thì mới là có văn hóa chính thống. Trong khi đó cả một cái hệ thống cống rãnh đó nó đặc kịch như là đầu những cái người lãnh đạo ở tại Hà Nội là từ thời Pháp để lại, không cải tiến được. Và đến bây giờ đó đến khi mà họ giải phóng, họ xây dựng được Sài Gòn, họ còn đổi tiết Sài Gòn đó, thì cả cái hệ thống cống rãnh và những sông ngòi ở dưới đó họ cũng không có giải quyết. Và nó đang lún sâu xuống và Sài Gòn nó có thể bị sụp. Thì khi chuyện ngay trước mắt nó còn như vậy thì ai để ý gì đến những tác phẩm văn học, những cái tác phẩm nghệ thuật của miền Nam thời đó. Cái cách nói của ông hay là cái cách giải ảo của ông làm tôi có cảm tưởng như là một cái lời kêu cứu hay là một cái lời báo động cho cái tình trạng mà mất ký ức về cái nền văn hóa của Việt Nam. Và ông cho rằng chính miền Nam và những người sống tại hải ngoại này đã có công rất lớn trong vấn đề bảo tồn những chữ tác của miền Nam. Bây giờ với những thế hệ trẻ đó, thí dụ họ cũng còn có lòng muốn nghĩ tới cái giai đoạn đó, thì theo cái lời góp ý của ông, họ nên tìm những sách báo nào, những tác phẩm nào để có thể tìm hiểu được một cái giai đoạn mà nó huy hoàng như vậy của đất nước. Tôi nghĩ rằng là một số họ lên Internet, nó có một số những cái website, một số trang nhà, thí dụ như Da Màu chẳng hạn, họ một số anh chị em họ ở nơi nào đó thực sự tôi cũng không có được rõ, nhưng mà họ cố gắng thu thập lại. Trường hợp thứ nhì nữa là người Việt đang có một cái nỗ lực đó phối hợp. Người Việt tên là Nhật Báo Người Việt. Tờ báo Nhật Báo Người Việt đó đang có một cái nỗ lực mà phối hợp để trong giai đoạn sắp tới đó là giới thiệu lại toàn bộ chữ tác của Tự Lực Văn Đoàn. Theo rồi nhiều nước khác đó vẫn có những cái việc họ làm một cách nó hơi giải rác như vậy. Thì đầu tiên hết tất cả đó là giới trẻ nên quan tâm tìm hiểu. Và cái thứ nhì nữa là khi quan tâm tìm hiểu rồi đó thì nên chịu khó. Tại vì tôi thấy nhiều ông bây giờ đó ăn nên làm ra, cứ làm thơ xong rồi dí vào mặt người ta đó mà trong khi đó là mình phải nhìn thấy như này. Và tôi nói cái này đó là nó sẽ làm cho nhiều người khó chịu đó. Văn học và nghệ thuật của miền Nam đó tiến quá xa so với miền Bắc trong 20 năm đó. Và nhiều tác phẩm gọi là văn chương bây giờ đó của nước Việt Nam, gọi là đã thống nhất dưới cái hệ thống nhà quê đó, không thể nào bắt kịp được những cái mà ở trong Nam đã chứng tác vào những thập niên 60.
thời đó đó là dân ta khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, giống như là cái lời viết của một ông Phạm Duy. Mà ông viết cái bài đó, đó là khi ông ở trong Nam chứ đâu, ông phải đất ngàn năm văn vật đâu. Và người ta hát, người ta đóng kịch, người ta làm phim, người ta vẽ, đều là những cái bước nó đi rất mới, rất lạ. Và không có một cái biên cương nào hết tất cả. Thực tế ra đó là dù trong cái hoàn cảnh chiến tranh, chết chóc, nghệ sĩ ở trong Nam đó vẫn có cái quyền tự do. Và cho đến bây giờ đó thì tôi phải nói như này, đó không một cái xứ nào bị chiến tranh nặng nề như Việt Nam. Người ta cứ kể bao nhiêu tấn bom một cây số vuông, nhưng mà người ta không kể rằng là không một nơi nào mà trong thời chiến đó những cái người viết về chiến tranh và tình yêu và đời sống trong chiến tranh hay và đẹp như là ở trong Nam. Đến nỗi thậm chí sau này những chú bộ đội muốn tỏ tình, muốn ca hát cái nỗi niềm của mình đó thì lại cũng phải hát nhạc Ngụy. Và nhạc sĩ, ca sĩ Chế Linh của chúng ta đó, nhiều người cứ đùa, cứ gọi là lính chê đó chẳng hạn, thực sự đó là thần tượng của nhiều chú bộ đội, là tức là phải đi mượn lời của giặc Ngụy để tỏ tình với lại một cái cô con gái nhà quê đó. Thì cái đó mình thương cái chú bộ đội đó chứ, và mình thương cái người lính đó chứ. Ông Xuân Nghĩa làm tôi nhớ đến có những lần mà đi qua các quê xứ Đông Âu, tức là cái nơi mà tập trung đông đảo nhất đồng bào chúng ta đi từ miền Bắc. Tôi vào một cái quán nhạc thì tôi thấy một cái anh hát theo ở trên cái màn ảnh TV karaoke một cái bài do Chế Linh hát. Thì tôi mới ngồi xuống, tôi hỏi anh lớn lên ở miền Bắc thế anh biết gì về nhạc ở trong Nam. Anh bảo em báo cáo với anh, em mà sinh ở trong Nam thì em chỉ Chế Linh Thành ạ, em chỉ thích mỗi Chế Linh thôi. Và mới cái đây 2 tuần thì ngồi chơi với một anh nhà báo miền Bắc, anh hát một cái mùi mẫn nhạc của Nhật Trường, nhạc của những người miền Nam, của Chế Linh này, của Giang Tử vân vân. Thì tôi bảo như vậy thời trong thời gian mà ở miền Bắc anh cầm súng anh hát cái gì? Anh bảo anh ạ, tôi nói thật với anh, không lẽ chúng tôi dĩ nhiên là lúc mà đứng trước đoàn quân chưa vỡ mộng vì chế độ đó, mà chưa bỏ đảng thì chúng tôi cũng bắt buộc phải hát đêm hành quân nhớ Bác. Nhưng mà vài ba thằng bộ đội ngồi với nhau chẳng thằng nào nhớ cái lão làm gì cả. Chúng tôi chỉ có nhớ mỗi tình yêu thôi. Và như vậy thì phải nhạc miền Nam, nhạc của các anh. Thế là ông lại cất cao giọng, ông hát những nào gọi là đêm từ miền xa về thăm đất lạ. Thì mình thấy cái nền văn hóa trong Nam là đặc biệt lắm. Có ảnh hưởng chứ phải không? Thế ông, và thực tế ra tôi lấy một cái thí dụ trường hợp khác, lĩnh vực khác nữa, thơ. Chẳng hạn như chúng tôi nghĩ đến thơ Thanh Tâm Tuyền, thơ Tô Thủy Yên và thơ Nguyễn Sa. Cho đến giờ này đó vẫn đi quá xa so với lại cái trình độ chữ tác của những cái người ở trong nước. Mình nói cái đó mình xúc phạm người ta. Nhưng mà mình, trường hợp thứ nhì nữa đó là hai người đều tài hoa như nhau hết. Ông Văn Cao ở ngoài kia 20 năm đó là đã đành là không có được viết nhạc, không có được viết sách. Cuối cùng sau là phải đi làm minh họa mấy cái tờ báo đó là kiếm tiền và phải ký tên giả là Văn nữa chẳng hạn. Trong khi đó Phạm Duy cứ phơi phới làm hết chuyện này sang đến chuyện kia. Từ chuyện tình sang đến chuyện tục, cái gì ông cũng viết được hết tất cả. Và thì mình nhìn cái đó thì mình thấy là tội nghiệp. Mình bảo rằng là cả một cái di sản rất lớn nó như vậy, nếu mà mình không khôi phục thì nó đang buồn. Trong hiện tại, trở lại cái câu hỏi hồi nãy của anh Thái đấy, thì nó có một cái trường đại học ở Texas, ở thành phố Lubbock. Nó có một cái Vietnam Center. Họ lấy được một số những cái tài liệu cũ của thời ông Douglas Pike để lại và họ thu thập lại tất cả những cái gì đã được in ra ở trong Nam. Thì đấy là một cái trung tâm. Thì chúng ta có thể từ cái tờ báo một, tờ chính luận, tờ vân vân gì đó đã có ở chỗ đó. Ngoài ra đó thì chúng ta cũng nên để ý ngay từ trong nhà mình đó, nó có những cái cuốn sách, cuốn truyện gì đó. Đừng coi cái đó là nhà quê, vứt đi. Là tại vì cũng sẽ có ngày chúng ta tiếc rằng là chúng ta bao nhiêu tác phẩm của Nguyễn Cư Trinh, Võ Trường Toản, vân vân thời trước mình không còn biết gì cả. Thì sau này đó là con em chúng ta, những thế hệ về sau cũng không biết gì về cái giai đoạn 21 năm đó. Và chúng ta không nói chuyện quốc cộng ở đây, chúng ta nói chuyện cả một cái mạch sống của dân tộc nó bị đứt đoạn. Mà trong 21 năm đó thực sự ra nó có nhiều bi kịch lắm, nhưng mà nó cũng cho thấy cái khả năng sáng tạo vô cùng của những cái người ở miền Nam. Không nói người miền Bắc hay người Nam, mà tất cả nói chung của người miền Nam. Bây giờ mình dịch lại cho ngoại quốc biết cái cuốn Chú Tư Cầu đó thì thế giới đó sẽ ngạc nhiên rằng là thời đó văn minh đến chừng nào. Thưa khán giả, câu chuyện đến đây đang rất hào hứng thì rất tiếc là thời lượng buổi phát hình nó có giới hạn. Cho nên tôi xin đề nghị ông Nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục cái đề tài này lại trong cái mục giờ giải ảo tuần tới có được không?
xin sẵn sàng, là nghĩa là thực sự tôi không phải là người thuộc về lĩnh vực văn học văn chương, nhưng mà mình nhìn thấy cái đó mình thấy xót xa, tại vì mình đã từng thấy xót xa vì cái chuyện đằng trong, thì mình sẽ nghĩ rằng là sau này cũng sẽ người có người xót xa về cái chuyện của miền Nam. Đinh Hoàng Anh Thái với giờ dạy ảo của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa của Người Việt TV xin trân trọng kính chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề, theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.